Chào các bạn, tôi bảo sớm 1 2 phút để cùng chào đón các bạn đây. Tối nay tôi đến với các bạn với cuốn sách Chuyến tàu một chiều không trở lại. Là các bạn có muốn đi tiếp cùng tôi một chuyến tàu tuyệt vời cuộc đời mình đó. Đây là cuốn sách của tác giả Kiên Trần. Nếu ai đã từng đọc cuốn sách hướng dẫn thi IELTS rất là nổi tiếng, đó là Cẩm nang tự học IELTS của tác giả Kiên Trần, một cuốn sách mà đạt kỷ lục là 50.000 bản trong 2 năm, thì cuốn sách này được dự đoán là còn bán chạy hơn cuốn sách đó đấy các bạn. Vì cuốn này phổ biến cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là cuốn học tiếng Anh dành cho ai đó đang cần. Cuốn sách này tôi đọc mới được một nửa thôi và tôi rất là thích. Và hôm nay tôi sẽ đọc chia sẻ với các bạn một vài bài thú vị trong cuốn sách này nhé. Có lẽ phải đọc một vài câu giới thiệu về cuốn sách đã, dù là tôi đã để trên status nhưng mà có lẽ là nhiều người sẽ chưa có thời gian đọc nó, nên tôi xin phép được đọc giới thiệu ngắn gọn với các bạn về cuốn sách này. Cuốn sách Chuyến tàu một chiều không trở lại này gồm có 66 bài viết được tác giả trình bày ngắn gọn súc tích, và thật sự là cuốn sách đề cập về những cái giá trị cốt tủy trong đời sống mà mỗi người nên theo đuổi, đó chính là sức khỏe, tài chính, tình yêu và tâm hồn. Bởi trong cuộc sống bạn không cần gì hơn một sức khỏe tuyệt vời, tài chính ổn định, tình yêu đúng nghĩa và cái đầu đầy màu sắc. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần có thái độ và cách hiểu đúng đắn về công việc, tiền bạc và cả cách mà bạn đang sống. Xem tiền bạc như một đơn vị để đạt được sự tự do thay vì cách đích của mọi sự cố gắng. Xem công việc là phương tiện giúp bạn thực hiện hoài bão và hoàn thiện được cuộc đời, chứ đừng nên chỉ là công cụ mưu sinh. Hãy quý trọng thời gian của bạn, đừng phí hoài tuổi trẻ vào vòng xoáy kim tiền và những trò vô bổ. Hãy biết cách tạo ra giá trị, chú ý chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe của mình. Trong cuốn sách, Kiên Trần chân thành nhắn nhủ, chuyến tàu một chiều sẽ tăng tốc giúp bạn lấy lại thế giới của chính mình, nơi mà bạn là người có quyền kiểm soát và bạn là người có lựa chọn. Cái thế giới mà mỗi người trong chúng ta là những người tự do, toàn quyền quyết định cuộc đời, sống hết khả năng mà không sợ bị đánh giá. Và với chuyến tàu một chiều không trở lại, khi bạn tới điểm cuối cùng, bạn sẽ trở thành một con người khác. Khi mà tôi đọc cuốn sách này thì tôi rất là nể phục một cậu, một tác giả trẻ hiện nay đang định cư và làm việc tại Canada, nhưng có những suy nghĩ rất là sâu sắc. Và tôi đồng cảm với bạn ấy rất là nhiều điều và nể phục bạn ấy nữa. Có nhiều điều mình biết nhưng mà mình chưa có cơ hội được viết ra, còn bạn ấy thì đã viết thành một cuốn sách dày dặn thế này để chia sẻ với mọi người. Và hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn một vài bài viết của bạn ấy nhé. Thật sự là một cuốn sách sâu sắc, tôi đánh giá cao cuốn sách này. Tôi đọc cho các bạn nghe một vài bài, mà mỗi bài trong này được gọi là một chặng trong chuyến tàu, có 66 chặng, 66 bài. Chặng số 2, hệ tư duy thích ăn nhanh. Có hai thứ xung quanh bạn mà bạn cần biết. Thứ bạn nghĩ rằng bạn muốn nhưng thực ra không phải là thứ bạn thực sự muốn. Thứ bạn thực sự muốn nhưng bạn chưa nghĩ rằng bạn muốn trong hiện tại. Nếu bạn nghiện thuốc lá thì đây chắc hẳn là thứ bạn nghĩ bạn muốn nhưng thực ra không phải là thứ bạn muốn. Và một cơ thể đẹp như người mẫu chắc chắn là thứ bạn thực sự muốn, nhưng khả năng cao bạn chưa nghĩ tới điều này và chưa hành động để đạt được điều bạn thực sự muốn. Mục tiêu của bạn không phải là làm những điều bạn muốn, bởi đôi khi đó chỉ là những điều bạn nghĩ là bạn muốn, nhưng lâu dài lại có hạn cho bạn, làm bạn nhận ra đây là điều bạn không muốn. Mình gọi thứ bạn nghĩ bạn muốn là fast food thinking hay tư duy thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh như hamburger hay khoai tây chiên là thứ vô cùng thịnh hành ở các nước phương Tây, bởi chúng vừa rẻ, vừa nhanh, lại vừa kích thích vị giác, ngon. Nhưng chúng cũng nổi tiếng là đồ ăn có hại cho sức khỏe và gây ra những bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư hay bệnh tim mạch. Và hầu như ai cũng biết về điều này. Thế nhưng nó rất thịnh hành bởi phần lớn người dân có tư duy fast food thinking, ăn một bữa không làm sao hết và cái khoái cảm ngắn hạn sau bữa ăn vượt lên trên tác hại lâu dài. Vì biết là hại nhưng ăn xong bạn cũng không chết ngay mà chỉ chết từ từ. Và tất nhiên có nhiều người cảm thấy tội lỗi sau khi ăn xong. Hay nói cách khác, đây là thứ bạn nghĩ bạn muốn nhưng thực sự bạn không muốn. Bạn thực sự không muốn chết sớm. Bạn cũng thực sự không muốn bị bệnh và cũng không muốn thừa cân. Thế nhưng tại sao bạn vẫn làm? Vì bạn nghĩ rằng bạn muốn. Đó chính là tư duy thức ăn nhanh. Xung quanh bạn cũng có rất nhiều thứ tương tự. Nếu bạn là học sinh và sắp đến ngày thi, bạn sẽ dành thời gian học hay chơi game hoặc đi chơi. Bạn biết có nhiều bạn
Mình biết có nhiều bạn sẽ chọn đi chơi vì bạn nghĩ rằng đây là thứ bạn muốn. Trong thời điểm hiện tại không hình dung thứ bạn thực sự muốn là điểm cao. Hoặc xa hơn là đi du học. Từ khóa ở đây là bạn không hoặc bạn chưa nhận ra thứ bạn thực sự muốn. Bởi chơi game bạn có thể thỏa mãn mong muốn ngay lập tức, cho nên bạn nghĩ bạn muốn nó. Còn việc bạn thành công trên trường lớp quá mơ hồ trong thời điểm hiện tại, không những thế nó cũng đòi hỏi một thời khoảng thời gian và cộng công sức cộng thêm sự nghi ngờ. Nó khó cảm nhận hơn, chính vì vậy chúng ta thường chọn tư duy thức ăn nhanh. Rất nhiều khi chúng ta chọn đặt ra cho mình một mục tiêu rất to lớn, nhưng lại chọn những món thức ăn nhanh như dành cả ngày để xem phim, vào mạng, lướt Facebook. Bởi lợi ích hay khoái cảm bạn nhận được gần như ngay lập tức, thay vì bạn phải chờ rất lâu như trở thành một người bạn thực sự mong muốn. Đó là lý do vì sao bạn tưởng tượng ra cảnh mình đạt được những thứ mình thực sự mong muốn là rất quan trọng. Bạn phải cố gắng hình dung rõ ràng về lợi ích của nó, nếu không bạn sẽ dễ dàng chọn thức ăn nhanh. Ví dụ muốn cơ thể đẹp, cơ bắp cuồn cuộn, bạn đứng trước quyết định xem YouTube 1 tiếng hay là tập 1 tiếng. Trước hết bạn hãy phải hiểu cái nào là fast food, thứ bạn nghĩ bạn muốn, và cái nào là smoothie, thứ bạn thực sự muốn. Bạn cần hiểu rõ lợi ích về một cơ thể đẹp. Nó giúp bạn tự tin hơn và sự tự tin này khiến cho bạn thành công hơn trong công việc. Người khác nhìn bạn có mắt tôn trọng hơn. Bạn cũng đủ sức khỏe để làm nhiều thứ khác. Tư duy bạn cũng sẽ minh mẫn hơn bởi máu lưu thông lên não tốt hơn. Bạn sống lâu hơn và ít lo lắng về bệnh tật khi về già, vân vân. Tóm lại, hãy bỏ công sức ra tưởng tượng làm cho viễn cảnh bạn mong muốn rõ ràng nhất có thể. Nếu không, tư duy thức ăn nhanh, fast food sẽ thắng. Ví dụ, những thứ bạn nghĩ bạn muốn là: một, cày hết phim; hai, biết hết các tin tức diễn ra trong ngày, đọc báo mạng; ba, theo dõi Facebook để hiểu hơn về cuộc sống xung quanh, mà thực ra đây là cuộc sống ảo; bốn, cày YouTube để học hỏi thêm những điều hay ho; năm, nằm trên giường nghịch điện thoại cả ngày nghỉ. Đó là những cái thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn, fast food đấy, tư duy thức ăn nhanh. Ví dụ về những thứ mà bạn thực sự muốn nhưng khó nhận ra: một cơ thể cân đối khỏe mạnh; hai, một bộ óc đầy màu sắc, hòa bình và chân thực; ba, biết chơi nhạc cụ một cách thành thạo; bốn, một niềm đam mê đọc sách; năm, mở công ty; sáu, đi du lịch Nhật Bản. Vâng, đó là những thứ mà bạn thực sự muốn, nhưng đôi khi những thứ bạn thực sự muốn này nó lại bị những thứ fast food nó che khuất. Thỉnh thoảng tôi cũng bị cái tư duy thức ăn nhanh nó chi phối, nó chiếm lĩnh thời gian của tôi đấy. Một vài cái lưu ý cuối bài này: một, con người theo xu hướng tự nhiên sẽ chọn fast food thinking, tư duy thức ăn nhanh. Lý do: cảm nhận được lợi ích ngay lập tức, trong khi về sau tác hại mới dần dần hiển hiện. Ba, tập trung vào thứ bạn thực sự muốn và cố tưởng tượng hình dung nó thật cụ thể rõ ràng thì bạn mới có động lực để vượt qua được tư duy thức ăn nhanh. Trạng số 3, tư duy lang thang trên đường đời. Tôi đọc cái bài này xong thì tôi thấy thỉnh thoảng mình cũng lang thang đó. Các bạn thử xem mình có tư duy lang thang này không nha. Tôi đang đọc cùng các bạn cuốn sách Chuyến tàu một chiều không trở lại của tác giả Kiên Trần. Người lang thang là người không có mục đích sống rõ ràng, chi tiết và cụ thể. Họ làm cái gì cũng chỉ phiên phiến, sống qua ngày và chấp nhận ngày mai như thế nào thì mình sẽ theo đó. Chúng ta rất dễ dàng trở thành một người lang thang nếu mục tiêu sống không cụ thể hoặc không có lý tưởng sống lớn hơn bản thân của mình. Người lang thang sống theo bản năng sinh tồn ngắn hạn và muốn bớt gánh nặng suy nghĩ nhất có thể, muốn an ổn, ít suy nghĩ, ít chịu trách nhiệm và đặc biệt thích được mất tập trung. Bạn sẽ biết mình là có phải là người lang thang hay không bằng việc nhìn vào thói quen hàng ngày của bạn. Nếu bạn đi siêu thị mua sắm mà không biết rõ mình cần mua gì, không có danh sách cụ thể thứ mình cần mua mà chỉ muốn dành hàng giờ đi hết hàng này sang hàng khác một cách mất tập trung, vớ được cái gì hay thì mua, không rõ ràng, bạn đang có biểu hiện của một người lang thang trên đường đời. Người có mục đích rõ ràng mỗi lần đi siêu thị sẽ có một danh sách các thứ cần mua. Sau đó khi họ mua tất cả những thứ cần mua, họ sẽ ra quầy thanh toán và kết thúc chứ không tiếp tục ngắm nghía. Tiếp tục, nếu bạn sử dụng máy tính hay điện thoại mà không rõ mục đích ban đầu của bạn là gì, thay vào đó bạn đắm chìm trong mạng xã hội hay mạng YouTube một cách thảo phanh, mất tập trung. Rồi bạn chờ tin nhắn của một người mà bạn chưa bao giờ gặp, mới chỉ trò chuyện vài lần, hay ngồi đếm số lượt like ảnh của bạn. Bạn đang có biểu hiện của một người lang thang trên đường đời. Người tập trung sẽ mở máy tính ra, làm những thứ cần làm, trả lời tin nhắn, xem cái cần xem, xong là xong, họ cất máy tính, cất điện thoại đi và làm việc khác. Nếu mỗi ngày
Bạn đến trường học chưa có lệ, không chắc chắn vào kiến thức của mình, nhưng vẫn trông chờ sau khi có bằng đại học, bạn sẽ tự động tốt lên. Bạn đang biểu hiện của một người lang thang. Người lang thang không muốn suy nghĩ, chỉ muốn gán trách nhiệm cho bên thứ ba, lo hộ bản thân hoặc an bài. Trong khi đó, người tập trung biết chắc chắn mình muốn theo đuổi điều gì, mình thiếu điều gì và một cách chủ động tìm tòi và luyện kỹ năng đó. Người lang thang luôn muốn đạt được những điều tuyệt vời, nhưng luôn mong chờ được người khác truyền động lực. Họ lại thuộc vào yếu tố tạo động lực từ bên ngoài thay vì bên trong. Họ liên tục hỏi những câu thừa như liệu mình dành 2 tiếng mỗi ngày vào một công việc trong 2 năm thì có thành công không nhỉ? Và cuối cùng họ không bao giờ bắt tay vào làm vì mục đích sống và mong muốn chưa đủ lớn. Người có mục đích rõ ràng lấy động lực chủ yếu từ bên trong thay vì bên ngoài. Họ biết rõ lợi ích của việc họ cần làm. Họ biết nếu họ bỏ công sức ra thì họ sẽ đạt được. Chỉ đơn giản như vậy. Họ không chờ người khác đến kéo họ lên. Họ biết chỉ có họ mới có thể tự mình vực dậy. Để trở thành người có mục đích sống rõ ràng và không lang thang, trước hết bạn phải hiểu rằng cuộc đời của bạn chỉ có 80 năm nếu bạn may mắn hơn trung bình. Rất nhiều người xung quanh bạn đã lãng phí 80 năm cuộc đời bằng việc để bộ não và cơ thể đi lang thang. Rồi đến cuối đời khi không còn sức khỏe mới bắt đầu nuối tiếc. Bạn không phải là người như vậy. Bạn là người tập trung. Bạn là người có mục đích và lý tưởng sống cao hơn bản thân bạn. Thật ra ngày trước hồi mình không có mục đích sống rõ ràng, mình thường thích thơ thẩn dạo trong siêu thị và ngắm nghía. Nhưng hiện tại mình coi việc đi siêu thị là một sự lãng phí. Mình thà dành thời gian đó ngồi làm việc hay viết sách hoặc trò chuyện với hàng trăm ngàn người một lúc. Sau khi bạn trở thành người tập trung, bạn sẽ nhìn mọi thứ với con mắt khác. Bạn sẽ thấy những thứ khiến bạn bớt suy nghĩ để đầu óc được dịp thả trôi là những việc chỉ dành cho những người già, không phải cho bạn. Nếu bạn đang là một người lang thang và mong muốn trở thành một người tập trung, có mục đích sống rõ ràng, hãy hiểu rằng thời gian đầu không hề đơn giản. Bạn phải liên tục nghĩ về mục đích sống của mình. Bạn phải cẩn thận với những lần bạn muốn xóa. Xóa ngủ, xóa lướt mạng xã hội, xóa đi chơi, xóa mua sắm, xóa mục tiêu dài hạn. Bạn hãy nhớ cái giá của xóa và lang thang chính là số năm cuộc đời của bạn. Bạn đang hoán đổi tư duy với một người già. Hãy tìm mục đích sống của bạn, định nghĩa nó một cách rõ ràng. Rất tiếc mình không thể làm việc này nếu giúp bạn. Nên rất tiếc mình không thể làm việc này giúp bạn được vì mình không phải là bạn. Sorry. Nhưng bạn muốn làm gì? Bạn muốn cứu cả gia đình khỏi sự nghèo túng. Bạn muốn trở thành ca sĩ. Bạn muốn được điểm A cộng trên trường đại học. Bạn muốn cứu giúp nhân loại. Bạn muốn sáng chế ra một sản phẩm mới, công nghệ mới. Bất kể nó là gì đi chăng nữa, bạn không thể sống mà không có mục đích rõ ràng và không có sự tập trung. Bạn biết nó là mục đích sống của bạn nếu như nó là thứ khiến bạn bật dậy mỗi sáng. Những lưu ý của bài này. Người lang thang là người không có mục đích sống rõ ràng cụ thể, không muốn gánh trách nhiệm, không muốn suy nghĩ, thích dành phần lớn cuộc đời cho bộ não lang thang. Hai, người có mục đích rõ ràng sống hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn người lang thang. Họ không mất tập trung vào những thứ không mang lại giá trị. Họ thực dụng hơn, ít mơ mộng hão huyền hơn người lang thang. Vâng, đọc đến đây thì chúng ta thấy chúng ta là người lang thang hay chúng ta là người tập trung. Vâng, tôi chúc tất cả chúng ta đều là người tập trung nha. Bớt lang thang trên mạng, bớt lang thang lãng phí cuộc đời của mình đúng không? Tôi xin đọc một cái phần chặng thứ 9, cuộc bỏ phiếu thầm lặng. Bài này rất ngắn nhưng rất ý nghĩa. Cuộc bỏ phiếu thầm lặng. Nếu bạn đã từng đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử nào đó, bạn sẽ thấy đây là một cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái hay đối tượng. Các bên ra sức thuyết phục cử tri bầu cho mình, bên nào nhiều lá phiếu hơn, bên đó sẽ thắng. Thông thường những cuộc tranh cử thế này rất sôi nổi và lập luận các bên đều khá sắc bén. Thế nhưng bạn có biết có những cuộc bỏ phiếu thầm lặng diễn ra hàng ngày mà bạn ít để ý? Và việc nhận ra cuộc sống là một cuộc bỏ phiếu giúp bạn thay đổi cuộc đời. Tại sao? Hãy nhớ, mỗi hành động bạn thực hiện là một lá phiếu quyết định xem bạn đạt được mục tiêu nào. Có thể bạn mong muốn trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng hành động của bạn, hay nói cách khác, lá phiếu của bạn lại bỏ vào đi xem hoặc đi chơi thay vì luyện tập. Ngày qua ngày, những lá phiếu hành động dồn hết vào thùng xem phim. Bạn trở thành chuyên gia về phim, cái gì cũng biết, từ tên diễn viên cho đến tất cốt truyện. Nhưng hòm vận động viên của bạn chỉ có vài ba lá phiếu. Mặc dù bạn biết chắc chắn rằng trở thành vận động viên bóng rổ mới thực sự là điều bạn mong muốn, bạn thậm chí mất ăn mất ngủ vì nó. Điều này cho thấy mong muốn thôi chưa đủ. Chúng ta phải bỏ phiếu, luật chơi rất đơn giản. Bên nào nhiều phiếu, bên đó thắng. Đây là cuộc bỏ phiếu thầm lặng, nhưng sự cạnh tranh không kém những cuộc bỏ phiếu khác. Hãy nhớ lại những gì bạn có được,
hay không có được ngày hôm nay. Chúng là kết quả bỏ phiếu của những năm tháng trước đó. Bạn bỏ phiếu mà không nhận ra mình đang bỏ phiếu. Điều này không chỉ đúng với mục tiêu mà còn đúng tất cả các khía cạnh khác. Ví dụ bạn sử dụng lời lẽ đẹp và trìu mến với người yêu của bạn hay bạn đời của bạn, đây là một lá phiếu. Bạn mắng hay cáu giận người nào đó, đây cũng là một lá phiếu. Việc bạn tặng người đó quà là một lá phiếu, bạn viết thiệp kèm với quà cũng là một lá phiếu. Bạn không tặng quà hay không viết thiệp cũng là một lá phiếu. Bạn dậy 5 giờ sáng cũng là một lá phiếu. Bạn dậy 11 giờ sáng cũng là một lá phiếu. Những gì bạn có hay không có trong ngày hôm nay là thành quả của những lá phiếu bạn bỏ trong những năm tháng trước đó. Bạn muốn điều gì? À không, bạn thực sự muốn điều gì? Hãy bỏ phiếu. Vâng, một bài ngắn như vậy thôi với hai cái lưu ý sau đây. Một, mục tiêu chưa đủ, bạn phải bỏ phiếu. Mỗi hành động là một lá phiếu. Hai, bạn đã bỏ phiếu rất nhiều trong những năm qua. Hãy nhìn lại kết quả của bạn. Vâng, bạn đã đạt những kết quả tốt, chứng tỏ là bạn bỏ phiếu cho những điều tích cực và những điều bạn thực sự muốn. Còn bạn còn nhiều điều chưa muốn muốn mà chưa đạt được thì chứng tỏ là mình đang bỏ phiếu vào những thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn nhưng không phải là điều bạn thực sự muốn. Vâng, ba bài này có liên quan đến nhau đúng không ạ? À, xin đọc cho mọi người một bài rất thú vị về bản chất của tiền, một đơn vị tự do, một cách nhìn về tiền rất thú vị đó. Chúng ta thường hiểu về đồng tiền theo nhiều hướng khác nhau. Có người cho rằng đồng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Có người cho rằng tiền là cơ hội hay nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp diễn ra hàng ngày. Cũng có người hiểu tiền là một dạng đơn vị USD hay Việt Nam đồng. Và tất nhiên từ khi sinh ra, chúng ta hầu hết chỉ nhìn tiền dưới dạng USD hoặc Việt Nam đồng. Một loại đơn vị mà ta từng nghĩ là tuyệt đối, cho đến tận sau này khi đã hiểu và hình dung được lạm phát. Bởi lạm phát diễn ra rất chậm nên việc bạn tiêu 1 triệu đồng hôm nay hay tháng sau cũng không có sự khác biệt rõ ràng. Sự thật là đồng tiền nếu được nhìn dưới dạng USD hay Việt Nam đồng thì nó mới chỉ là được nhìn thấy ở bề nổi. Bản chất của nó chỉ là giấy. Hay những năm tới khi tờ tiền, tiền giấy lỗi thời thì nó chỉ là những con số điện tử trên màn hình máy tính. Như vậy, cách nhìn tiền dưới dạng đơn vị mà chính phủ đặt ra rất hạn chế và tương đối. Bản chất tuyệt đối của tiền là đơn vị tự do. Mỗi đồng tiền bạn kiếm được là một đơn vị tự do. Bạn thu về nhiều tiền tức là bạn thu về nhiều đơn vị tự do hơn. Cũng dễ hiểu bởi những người có nhiều tiền có nhiều sự lựa chọn và nhiều tự do hơn người ít tiền. Hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra mục đích cuối cùng bạn không phải là kiếm được nhiều tiền mà kiếm được nhiều đơn vị tự do. Kiếm nhiều tiền chỉ là một phần trong đó. Bạn kiếm được đơn vị tự do nhờ đem lại đơn vị tự do cho người khác hay mang lại giá trị cho người khác. Người lao công quét dọn mang lại giá trị hay đơn vị tự do cho những người khác và nhận lại những đồng tiền đơn vị tự do. Một CEO Apple bán hàng tỷ chiếc iPhone cho công dân toàn thế giới, thu về một lượng đơn vị tự do khổng lồ. Và tất nhiên CEO Apple không cướp đi đơn vị tự do của người khác, mà chỉ đơn giản là trao cho họ đơn vị tự do dưới dạng vật chất và tiện ích để đổi lại dưới dạng tiền. Apple sản xuất ra đơn vị tự do và trao đổi nó. Nhưng đơn vị tự do là vô hạn vì bạn có thể sản xuất được. Như vậy, đơn vị tự do là vô hạn và bạn có thể sản xuất được. Việc sản xuất ra cuốn sách này và xuất bản nó cũng là một hình thức của đơn vị tự do. Đơn vị tự do được sinh ra từ con số 0 thay vì một thứ sẵn có, phải bị chia đều hay giành giật nhau như chúng ta vẫn nghĩ. Apple làm cho Apple giàu lên, cũng làm cho tất cả chúng ta giàu lên. Bạn có thể gọi FaceTime từ Mỹ, Việt Nam sang Mỹ mà không mất đơn vị tự do nào, như hồi bạn phải liên lạc quốc tế qua điện thoại truyền thống. Nói cách khác, Apple giàu lên nhờ làm việc cho bạn, cho người khác giàu lên, hay hoặc ít nhất làm cho chất lượng cuộc sống của bạn tốt lên đáng kể. Ở thế giới tư bản hoàn hảo, việc thu được đơn vị tự do chủ yếu vào việc sản xuất và cung cấp đơn vị tự do cho người khác. Đơn vị tự do nhiều vô hạn, tất cả đều giàu lên. Còn ở thế giới không tư bản, bạn sẽ thấy những người không sản xuất hay mang lại đơn vị tự do cho người khác, nhưng vẫn chiếm đoạt đơn vị tự do từ người khác nhờ ép buộc và quyền lực. Đây là nơi mà đơn vị tự do có được nhờ tranh giành, bởi nó giới hạn. Không ai chịu sản xuất hay giúp người khác. Đó là bản chất tuyệt đối của tiền. Không phải qua USD hay Việt Nam đồng, không phải qua hình dáng, mà qua đơn vị tự do, mà qua đơn vị của sự tự do, thứ mà tất cả chúng ta đều hướng tới. Thứ mà chúng ta có thể tạo ra bằng cách giúp người khác có đơn vị tự do. Có hai lưu ý cho bài viết này. Một, bản chất của tiền nằm ở đơn vị của sự tự do. Càng nhiều đơn vị tự do, bạn càng tự do.
Đơn vị tự do có thể tự sản sinh ra từ con số 0, vì thế nó vô hạn thay vì hữu hạn. Nhưng nó đòi hỏi sự sản xuất và cung cấp cho bên thứ ba, cho người khác. Vâng, bài này giúp chúng ta hiểu về bản chất của đồng tiền đúng không ạ? Chúng ta tạo ra giá trị, chúng ta tạo ra đơn vị tự do cho người khác, chúng ta mang lại giá trị cho người khác. Từ đó chúng ta có tiền, chúng ta có đơn vị tự do cho chính mình. Nên nếu tiền chỉ là nói về số lượng Việt Nam đồng hay USD thì đó chỉ là một cái phần rất giới hạn của tiền mà thôi. Và tôi rất đồng tình với ý kiến này. Khi chúng ta tạo ra nhiều giá trị, chúng ta sẽ có nhiều tiền và chúng ta có nhiều đơn vị tự do. Chặng số 11, trụ cột của mọi hạnh phúc. Nếu bạn đọc các chương trước, bạn sẽ thấy mình có xu hướng nhìn vấn đề ở tầng sâu nhất thay vì bề nổi. Tiền là đơn vị tự do. Từ đẹp nhất trong ngôn từ, cô trong ngôn ngữ đó là từ xây. Bản chất của đam mê nằm ở việc cảm nhận được sự tiến bộ. Hạnh phúc cũng vậy. Có rất nhiều định nghĩa hay cách hiểu khác nhau về hạnh phúc, mặc dù nó là một trong những khái niệm quan trọng nhất. Đáng buồn thay, phần lớn chúng ta không hiểu, không thực sự hiểu về bản chất của nó. Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng, đã nghĩ rằng vật chất làm cho chúng ta hạnh phúc. Bạn đang buồn, chỉ cần tậu chiếc iPhone, bạn sẽ hạnh phúc suốt đời. Có khi bạn còn nghĩ chỉ cần mua một cái áo khoác hàng hiệu mới hay tậu một căn nhà mới kia gia đình sẽ hạnh phúc. Đúng là mua sắm sẽ khiến bạn sung sướng và háo hức. Nhưng nếu vật chất là giải pháp thì cả thế giới này ai cũng hạnh phúc rồi. Chúng ta dần hiểu ra hành động mua sắm và sở hữu vật chất chỉ có tác động tạo nên sự hưng phấn ngắn hạn. Giống như một dạng thuốc phiện, nó không kéo dài quá một tuần. Xong chúng ta lại rơi vào trạng thái ban đầu, thậm chí tồi tệ hơn. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại hành vi này cho đến khi mình có quá nhiều thứ hoặc đã hết tiền. Chúng ta bế tắc. Vật chất không đảm bảo hạnh phúc dài hạn mà còn có thể khiến chúng ta kém hạnh phúc đi. Khi tiền bạc vơi đi, bạn cảm thấy bất an hơn. Hay nói cách khác, đơn vị tự do giảm. Vật chất càng đắt tiền, bạn lại càng phải che chở, bảo vệ nó khỏi mất hoặc xước. Đây là điển hình của sự mất tự do và mất hạnh phúc. Nên là người giàu cũng khóc đúng không ạ? Sau này trưởng thành hơn, chúng ta nhận ra trải nghiệm mới là thứ khiến chúng ta hạnh phúc. Bạn chọn đi du lịch nhiều hơn, bạn lại chọn đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, hoặc bạn chọn thử những trải nghiệm mới nhiều hơn. Việc tập trung vào trải nghiệm đúng là có nhiều tác dụng đáng kể so với vật chất. Bạn đúng là sẽ hạnh phúc hơn, nhiều kỷ niệm hơn để lưu giữ hơn và cười nhiều hơn. Tuy nhiên đã bao giờ bạn tự hỏi, vậy lỡ mình không có điều kiện để trải nghiệm thì sao? Bạn không có tiền để đi du lịch, bạn kém hạnh phúc hơn người du lịch nhiều hơn bạn. Hy vọng đọc đến đây bạn lóe sáng và nhận ra nếu bạn phải lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài để trở nên hạnh phúc thì đó chưa phải là bản chất của hạnh phúc. Vật chất hay trải nghiệm có tác dụng, nhưng yếu tố mạnh nhất lại xuất phát từ bên trong, đó là lòng biết ơn. Bạn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng bạn sẽ luôn bất hạnh nếu bạn không biết ơn cơ hội hay trải nghiệm mà bạn đang có. Bạn có thể nghèo rớt mồng tơi, nhưng bạn vẫn hạnh phúc nếu bạn biết ơn những thứ bạn đang có, đã có. Biết ơn nụ cười và tình yêu thương cha mẹ dành cho bạn là một ví dụ. Mình từng gặp rất nhiều người không hạnh phúc và nguyên nhân số một là bởi họ không có thói quen biết ơn. Biết ơn không nhất thiết phải nói ra miệng mà chỉ cần hiểu trong đầu. Nhưng mặc dù họ rất khá giả, họ không thấy họ cảm thấy biết ơn thứ mà họ đã có. Mình thấy đồng nghiệp của mình dù được trả 50 đô một giờ làm việc ở Canada nhưng lại bất mãn vì muốn được trả cao hơn và cho rằng mình đang bị bóc lột. Mình thấy người có nhà, cửa, xe, đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn than khổ. Mình thấy có người được ở bên gia đình mỗi ngày, được cha mẹ yêu thương nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Chúng ta có xu hướng coi nhẹ thứ mà chúng ta đang có. Đây là nguồn gốc sâu xa của sự bất hạnh. Hạnh phúc trước hết phải đến từ bên trong. Hãy nhớ bạn có thể hạnh phúc bất kỳ lúc nào nếu bạn muốn và bất kỳ nơi đâu. Hạnh phúc của bạn không bị phụ thuộc bởi tiền, bởi giới hạn địa lý hay thời gian. Bạn tự do và hạnh phúc hơn thế. Bạn sẽ hạnh phúc khi bạn muốn. Đây mới là hạnh phúc thực sự. Bây giờ hãy nhìn mọi thứ xung quanh mà bạn có, tưởng tượng nó biến mất, rồi hãy tỏ lòng biết ơn sự tồn tại của chúng. Vâng, chúng ta đang có sức khỏe đúng không ạ? Chúng ta đang có gia đình đúng không ạ? Chúng ta đang có nhiều hơn những thứ mà chúng ta có thể. Vâng, bài viết này có 4 cái lưu ý như sau. Một, vật chất sẽ làm bạn hưng phấn, nhưng trải nghiệm sẽ giúp bạn hạnh phúc. Hai, nhưng hạnh phúc thực sự và lâu dài đến từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Ba, người hạnh phúc thực sự không cần tác động đến bên ngoài để hạnh phúc mà có thể tự làm cho bản thân hạnh phúc bất kể thời gian nơi chốn. Bốn, hãy liên tục cảm nhận và bày tỏ lòng biết ơn trước khi oán trách. Vâng, có lẽ là ít phút cuối, nhiều bài hay lắm, nhưng mà tôi sẽ xin phép được đọc bài rất thú vị để kết thúc buổi đọc sách hôm nay, đó là cảm hứng viết sách.
Đọc xong bài này thì tôi thấy có nhiều cảm hứng hơn. Mặc dù tôi cũng có viết được một số sách nhưng mà yếu tố mang tính chất chuyên môn là chính. Còn những cuốn sách chia sẻ những suy nghĩ, những trải nghiệm và những kinh nghiệm của mình thì tôi lại chưa chưa có nhiều cái động lực. Và khi tôi đọc cuốn sách của bạn Kiên Trần, tôi thấy tâm đắc và tôi rất thích cái bài viết này. Tại sao viết sách sẽ thay đổi cuộc đời bạn? Mong các bạn đang nghe chương trình này chú ý bài bài viết này nhé. Và tôi mong một bài viết này cũng sẽ tạo cảm hứng cho bạn để bạn biết đâu bạn sẽ viết một cuốn sách chia sẻ những suy nghĩ, những trải nghiệm của chính bạn. Và biết đâu cuốn sách của bạn sẽ có ích cho ai đó. Chặng số 19, tại sao viết sách sẽ thay đổi cuộc đời bạn? Có lẽ những điều mình sắp nói dưới đây là một điều bạn chưa từng được nghe ở bất cứ đâu. Trường học không dạy bạn, các chuyên gia không bao giờ chia sẻ, nhưng cá với bạn nó có thể là thứ quan trọng hàng đầu. Có thể bạn nhận ra nhưng chưa ai củng cố niềm tin cho bạn và giải thích cho bạn một cách thuyết phục nhất. Nhưng mình chỉ muốn nói viết một cuốn sách sẽ thay đổi cuộc đời bạn, thay đổi theo nhiều phương diện khác nhau và sự thay đổi gần như vĩnh viễn. Một dự án và một giá trị gia tăng. Thứ nhất, nếu bạn viết blog hay một bài bài viết trên Facebook chỉ là công việc đơn lẻ thì viết sách là cả một dự án. Một bài post có thể gây hit trong cùng lắm vài ngày đến một tháng rồi sẽ chìm và quên lãng. Còn một cuốn sách sẽ tồn tại gần như vĩnh cửu. Việc chịu trách nhiệm hoàn thành dự án này sẽ khiến bạn có một bộ óc tổ chức và một cái nhìn tổng thể về ý tưởng và nội dung. Trước khi viết cuốn Cẩm nang tự học IELTS, mình từng đăng các chương lên mạng ở dạng blog post lẻ. Mặc dù nhận được rất nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ của nhiều người, sức lan tỏa của nó không quá lớn. Bởi người đọc rất khó nắm bắt được hết 60 bài viết, nó không tổng thể. Nhưng khi tổng hợp lại thành một cuốn sách, giá trị gia tăng được tạo ra, nó trở thành một hiện tượng. Các chương liên kết với nhau, bổ trợ cho nhau, trở thành một khối tổng thể mang lại giá trị. Và các bạn biết không, cuốn Cẩm nang tự học IELTS là một cuốn sách rất là thú vị và nó đã bán được 50.000 bản trong 20 năm, trong 2 năm qua đó. Một cuốn sách rất thành công của Sài Gòn Book, của tác giả Kiên Trần mà Sài Gòn Book làm đấy. Blog post giống như cánh hay bánh xe hay quạt của chiếc máy bay, còn cuốn sách là cả chiếc máy bay. Bạn bay xa khi bạn ngồi trên máy bay thay vì trên từng bộ phận của nó. Ý thứ hai, thu nhập thụ động vĩnh viễn sau 1.000 giờ làm việc. Thứ hai, viết sách sẽ cho bạn nguồn thu nhập thụ động vĩnh viễn. Nguồn thu nhập này không bị lệ thuộc vào thời gian mà phụ thuộc vào doanh số. Giả sử với mỗi cuốn sách bán ra, mình thu về 20.000 đồng, một số tiền không hề lớn. Nhưng nếu nhân con số đó với 10.000 người mua, bạn sẽ thấy mình có thể thu về 200 triệu. Và con số này không dừng lại mà tiếp tục tăng. Bất chấp việc mình đang ăn hay đang ngủ, chỉ cần có thêm một người mua trên khắp cái đất nước Việt Nam này, tác giả có thêm 20.000. Việc thu nhập của bạn không lệ thuộc vào thời gian sẽ làm bạn tự do. Bạn không cần phải đi làm ngày này qua ngày khác chỉ để mưu sinh. Không còn cảnh ngày nào đi làm bạn mới có tiền, ngày nào không đi làm thì bạn không có tiền. Thay vào đó, bạn dành khoảng 1.000 giờ, thậm chí 2.000 giờ tập trung ngồi viết một cuốn sách. Nhưng nó chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời bạn. Và sau 1.000 giờ này, bạn thu được nguồn thu vĩnh cửu dù nó không nhiều. Nhưng vĩnh viễn, hãy dành một phút để tưởng tượng. Vâng, phần này thì tôi đã trải nghiệm và những cuốn sách của tôi may mắn là cũng rất hay được tái bản. Và tôi thường xuyên có một khoản thu nhập là nhuận bút sách. Mặc dù nó ít thôi, nhưng nó là niềm vui rất là lớn. Và có tiền để tôi mua sách, rồi tôi lại tặng sách và để tôi lại có thể giúp được những người mà tôi muốn giúp. Đấy là một số tiền khá là thú vị. Giá trị tăng theo cấp số mũ thay vì cấp số cộng. Giá trị thứ ba của viết sách đó. Thứ ba, bạn đang tạo ra một sản phẩm thật sự mang lại giá trị vĩnh viễn cho hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Sách là khoản đầu tư có lãi nhất bởi một cuốn sách chỉ ngang giá với một cốc cà phê hay một giờ làm việc của nhiều người. Nhưng nó tác động mạnh tới tư duy của chúng ta và tác động mang tính dài hạn. Chỉ một cốc cà phê bạn đã thay đổi số phận hàng trăm ngàn người. Hay nói cách khác, việc giao tiếp có chiều sâu này được nhân rộng lên gấp hàng ngàn lần thay vì chỉ vài chục người trong trường học truyền thống, vốn tốn kém và thiếu hiệu quả. Uy tín vĩnh viễn và việc xác định bạn là ai. Thứ tư, giá trị của việc viết sách đấy. Thứ tư, thử tưởng tượng bạn là một tác giả của một cuốn sách. Có thể bạn không phải là ngôi sao, nhưng bạn là một tác giả. Điều đó thôi cũng đủ khiến bạn được tôn trọng so với việc bạn chỉ là một học sinh hay là một người đi làm bình thường. Không, bạn là một tác giả. Hãy tưởng tượng bao nhiêu người xung quanh bạn là tác giả của một cuốn sách. Rất ít. In trên một bìa cuốn sách, không cần biết cuốn sách đó chất lượng như thế nào, uy tín của bạn tiếp tục tăng lên, lập tức tăng lên. Bạn thậm chí không cần phải giải thích hay chứng minh nhiều. Nó giống như một lối tắt tới nhận thức của người đối diện. Anh ta là tác giả của một cuốn sách, anh ta uy tín, tôi cảm thấy tin tưởng anh ta. Việc bạn không mất quá nhiều thời gian, công sức, chất xám, chịu sự rủi ro để giành được lòng tin người khác, đó chính là lối tắt.
Lối tắt giống như việc bạn có trực thăng riêng thay vì chịu cảnh tắc đường. Cuộc sống của bạn dễ dàng và mượt mà hơn rất nhiều vì lúc đó bạn đi trực thăng tới nhận thức của người ta. Trong thời gian ngắn nhất, chỉ khi bạn mất ít thời gian, bạn mới có thể nhân rộng được thành công. Hãy tưởng tượng, hãy tiếp tục tưởng tượng cuộc gặp gỡ của bạn với một người mà bạn muốn xây dựng quan hệ. Người này chưa từng biết bạn, nhưng nếu bạn đã là tác giả, việc đơn giản nhất và hiệu quả nhất bạn có thể làm là tặng người đó một cuốn sách mà bạn viết. Tất nhiên khó có thể xây dựng uy tín và lòng tin trong một buổi gặp gỡ ngắn, nhưng cuốn sách mà bạn viết sẽ vừa là món quà, vừa là công cụ bạn giúp marketing chính mình, bản thân mình với người khác mà không tốn quá nhiều công sức. Mỗi cuốn sách là một nhân viên giúp bạn truyền đạt ý tưởng trong đầu mình cho người khác. Tất cả những gì bạn cần làm là thời gian, công sức, trí tuệ lúc bạn ngồi viết. Đúng vậy, mình đang nói đến 1.000 giờ viết sách hay 2.000 giờ tùy bạn. Bất kể số lượng bạn bỏ ra là bao nhiêu, kết quả cuối cùng luôn xứng đáng vì giá trị của nó là vĩnh cửu và tồn tại dưới cấp sâu mũ. Tư duy của bạn sẽ nâng lên một tầng cao mới. Viết sách khó hơn viết một bài blog vì bạn phải khai thác vấn đề chiều sâu hơn trên nhiều khía cạnh khác nhau và phải dẫn chứng nhiều ví dụ khác nhau một cách rất sâu và rộng. Để làm điều này, đầu óc của bạn phải hoạt động ở mức độ cao hơn bình thường. Bạn phải nghĩ nhiều hơn, bạn phải liên tục tưởng tượng nhiều hơn, bạn phải nhớ lại nhiều hơn. Nó giúp bạn gia tăng trí nhớ, tăng khả năng diễn đạt, tăng khả năng tổ chức và tăng khả năng giải quyết vấn đề. Tất cả trong cùng một dự án. Vậy bạn hỏi mình làm thế nào để thông minh hơn? Một trong những câu trả lời thuyết phục nhất đó là viết một cuốn sách. Đây là một công việc tự do nhất thế giới. Ngày nay tất cả những gì bạn cần để viết một cuốn sách là một cái máy tính. Bạn không có giờ cố định. Bạn có thể làm việc này vào sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Bạn không cần địa điểm cố định. Bạn muốn làm việc ở nhà, trên giường, quán cà phê, thư viện hay công ty là lựa chọn của bạn. Bạn không thể tìm được công việc nào tự do hơn viết sách. Nó có thể không khiến bạn giàu ngọt có ngay lập tức, nhưng nó mang lại nhiều giá trị vĩnh cửu cho bạn và những người xung quanh. Tài sản, giá trị nữa là tài sản của việc viết sách, tạo ra tài sản. Nếu như bạn, việc bạn xây nhà để sở hữu bất động sản, thì việc viết bạn xây một cuốn sách cũng giống như vậy. Ở trong cuốn sách này, tác giả nói từ build, xây dựng, tạo ra giá trị cho người khác là một từ quan trọng nhất trong ngôn ngữ. Thì việc bạn xây một cuốn sách cũng giống như vậy. Từng chương được viết ra giống như nền móng, bức tường, cửa sổ, mái nhà, tạo nên một thứ tài sản tương đương với bất động sản mà chính bạn là người sở hữu. Nếu bạn sở hữu một căn nhà và cho thuê, bạn không thể nghèo. Nguyên lý đó cũng áp dụng cho việc sở hữu một cuốn sách bán chạy. Một vài lưu ý của chương của cái phần này, chặng thứ 19 này. Một, viết sách là một dự án và bạn là một chủ dự án thay vì một nhân viên bộ phận. Blog post, post chỉ là một bộ phận của chiếc máy bay, còn cuốn sách là cả chiếc máy bay. Sau 1.000 giờ làm việc duy nhất, thu nhập chảy vào bạn bất chấp thời gian. Ba, sách mang đến giá trị cho nhân loại theo cấp số mũ thay vì cấp số cộng như mô hình trường học truyền thống. 4. Trở thành tác giả nghĩa là bạn ngồi trên trực thăng, đi trực tiếp vào lòng tin của người đối diện thay vì phải chịu cảnh tắc đường. 5. Viết sách trực bạn giúp bạn trở nên thông minh hơn vì tất cả những kỹ năng quan trọng được vận dụng cùng một lúc. 6. Viết sách có thể không dễ, nhưng ít ra nó cũng là công việc tự do nhất trong gần như tất cả các công việc hiện nay. 7. Sách là loại tài sản giống như bất động sản. Vâng, có lẽ tôi dùng bài viết là tại sao cần viết một cuốn sách để chia sẻ với các bạn trong chương trình đọc sách tối nay. Cuốn sách Chuyến tàu một đi không trở lại là 66 bài viết rất là sâu sắc. Có thể nói đó không ngoa khi mà nói đó là những vấn đề cốt tủy của cuộc sống. Và cuốn sách này tôi cũng tin như là anh Quỳnh, nó sẽ là một cuốn sách bán chạy. Nó sẽ là cuốn sách truyền cảm hứng cho không chỉ là người trẻ mà còn những người trung tuổi như tôi. Và tôi tin rằng nhiều người có tuổi đọc cuốn sách này cũng sẽ tìm thấy cảm hứng cho cuộc đời của mình để mình hạnh phúc hơn, thành công hơn và tự do hơn. Cuốn sách rất thú vị. Tôi mong tất cả các bạn hãy đọc nó, được đọc nó. Và biết đâu riêng cái bài tại sao viết một cuốn sách thôi sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn. Tôi tin là nhiều người bạn của tôi rất giỏi nhưng họ chưa có thời gian để đầu tư viết cho mình một cuốn sách. Hãy thử xem. Tôi may mắn được thầy tôi là vụ giáo sư Vũ Gia Hiền đã truyền cảm hứng viết sách, cho nên đến bây giờ những đầu sách tôi viết chung và viết riêng khoảng gần 10 cuốn, và những một số cuốn sách của tôi đã bán khá là chạy, và tôi có thường xuyên có nhận bút để có thêm những đồng tiền thú vị. Vâng, và tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ là những người có những cái cảm hứng chia sẻ những điều thú vị cho mọi người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình đọc sách hôm nay. Cuốn sách Chuyến tàu một chiều không trở lại, tôi mong các bạn sẽ đi tiếp cùng tôi, và chắc chắn đọc hết cuốn sách này các bạn sẽ thấy cuộc đời các bạn thay đổi và chuyến tàu này thực sự có ý nghĩa. Tác giả Kiên Trần đã làm nên một cuốn sách
tôi tin sẽ làm cuốn sách bestseller nữa. Và cảm ơn Sài Gòn Book, cảm ơn chị Hân và anh Quỳnh cũng như đội ngũ cộng tác biên tập viên của Sài Gòn Book đã tạo nên cuốn sách thú vị này. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần thật là tuyệt vời. Và các bạn thấy đấy, hôm nay thì tôi đã một tuần sau khi tôi ăn trở lại, các bạn thấy thần thái của tôi tốt hơn không? Nhịn ăn tuyệt vời lắm các bạn ạ. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc sách tuần sau.